Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube UFA Mở Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh UFA Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể cô bác anh chị trân trọng và kính mến, để có được ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọn vẹn như ngày hôm nay thì không thể không kể đến công ơn sinh thành dưỡng dục của nữ bậc làm cha làm mẹ và hai đại diện hai bên gia đình. Và ngay sau đây em xin mẹ Lò Thị Hoài cùng lên sân khấu để ra mắt toàn thể cô bác anh chị trân trọng kính mời ạ. Kính mến đang hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đó chính là đại diện gia đình hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay và ban tổ chức của chúng tôi trân trọng giới thiệu đứng chính giữa đó chính là cặp đôi huyền đường hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay, đương kim chú rể Văn Đức và cô dâu Thanh Thủy. Và đại diện bên gia đình nhà gái của chúng tôi có bố, có ông Lò Văn Lún, có bà Lò Thị Minh và bố Lò Văn Phương và mẹ Lò Thị Hoài. Và đại diện bên gia đình nhà trai của chúng tôi có mẹ Vì Thị Uân, bác Lò Văn Tôi và đại gia đình hạnh phúc của chúng ta. Hãy cúi một cái cúi thật sâu để chào mừng toàn thể cô bác anh chị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn toàn thể cô bác anh chị trân trọng rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể cô bác anh chị trân trọng và kính mến, điểm đích đến của một tình yêu đẹp đó chính là hôn nhân. Và bố mẹ sinh chúng ta ra, cho chúng ta hình hài và tạo hóa cho chúng ta tình yêu và cơ duyên nhân duyên cho đôi bạn trẻ của tôi được gặp nhau. Dạ vâng ạ, trong quá trình học tập, làm việc và công tác thì hai bạn trẻ của chúng tôi cũng có cơ duyên gặp được nhau. Từ những người bạn, từ những người lạ xa lạ trở thành những người bạn, từ người bạn trở thành người yêu và từ tình yêu trở thành tình nghĩa vợ chồng như ngày hôm nay quý vị đang được chứng kiến. Dạ vâng ạ, hai bạn trẻ của chúng tôi cũng đã chèo lái một con thuyền tình yêu và ngày hôm nay cũng đã cập bến bờ hạnh phúc. Dạ vâng ạ, trong quá trình tìm hiểu thì đôi bạn trẻ của chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng ngày hôm nay ngày lành tháng tốt tại tư gia gia đình nhà ông Lò Văn Lún, bà Lò Thị Vinh, bố Lò Văn Phương, mẹ Lò Thị Hoài long trọng tổ chức lại lễ vu quy cho đương kim chú rể Văn Đức và Thanh Thủy. Dạ vâng ạ, gia đình của chúng tôi cũng có những mâm cơm và tiệc để mời toàn thể cô bác anh chị cùng nhau về đây chung vui. Dạ vâng ạ, quá trình tìm hiểu của đôi bạn trẻ của chúng tôi cũng đã đủ tháng đủ may, đủ tiền đủ bạc, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ. Và ngày hôm qua thì cô dâu chú rể cũng như đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi phải thức cả ba canh mong sao cho đến giờ lành trưa nay, mà trưa nay thì trời đất đắm say để cho bốn họ về đây chúc mừng. Dạ vâng ạ, được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, được sự ủng hộ giúp đỡ của anh em họ hàng và cũng như sự vun vén hợp tác từ hai bên gia đình thông gia của chúng tôi cũng như là sự tự nguyện của cô dâu chú rể và ban tổ chức của chúng tôi xin phép được trân trọng tuyên bố lại lễ vu quy cho đương kim chú rể Văn Đức và cô dâu Thanh Thủy xin phép chính thức được bắt đầu. Và chào vỗ tay thật lớn từ quý vị để chúc mừng. Toàn thể cô bác anh chị rất nhiều, tràng pháo tây cũng như tràng pháo sáng đến từ trung tâm tổ chức sự kiện. Hương Nga cũng tựa cho lời chúc, xin chúc cho cô dâu chú rể của chúng ta trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, xin được cảm ơn toàn thể cô bác anh chị rất nhiều. Và ngay sau đây thì để minh chứng rằng tình yêu của bạn từ nay sẽ về chung một nhà, chung ông, chung bà, chung cha, chung mẹ và chân chung cả những đứa con xinh xắn về sau, thì trân trọng kính mời được tìm chú rể và Văn Đức cũng như cô dâu Thanh Thủy của chúng ta hãy bước lên phía trên một bước. Trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng ạ, hai bạn cũng có một món quà đặc biệt dành cho nhau, đó chính là kỷ vật tình yêu, đó chính là cặp nhẫn cưới hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hai bạn sẽ quay và hai bạn hãy quay mặt để hướng về nhau. Và nếu có thể được thì chú rể của chúng ta, chú rể Văn Đức chúng ta hãy quỳ một gối để chào chiếc nhẫn tình yêu cho cô dâu yêu thương của mình. Dạ vâng ạ, một
hình ảnh thật đẹp, thật ý nghĩa trong buổi trưa hạnh phúc ngày hôm nay. Rồi xin được cảm ơn chú rể rất nhiều. Hình ảnh minh chứng rằng chú rể là một chàng trai mạnh mẽ, đủ sức mạnh để cô dâu chúng ta nương tựa vào và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô dâu cũng như mái ấm gia đình nhỏ về sau. Vâng, một hình ảnh thật đẹp quý vị ơi. Vâng ạ, nhắn này anh dành chào em, duyên trời định mệnh kết duyên đôi mình, còn em trao nhẫn cưới chung tình để từ nay hai đứa chúng mình có nhau. Một lần nữa xin quý vị một tràng hoan tay thật lớn để chúc mừng. Vâng ạ, xin được cảm ơn toàn thể quý cô bác anh chị rất nhiều. Rất vui, rất vinh dự khi được đại diện hai bên gia đình ưu tiên làm ban tổ chức cũng như được đỡ lời cho cô dâu chú rể để gửi lời cảm ơn tới toàn thể cô bác anh chị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau vâng, bài phát biểu của MC Đức Long sẽ được thể hiện bằng hai thứ tiếng, đó là tiếng dân tộc Thái và tiếng phổ thông. Ngay sau đây, MC Đức Long xin phép được gửi tới toàn thể cô bác anh chị lời phát biểu cũng như lời cảm ơn bằng tiếng Thái. Tất cả chi tiết lại vào mẹ vì lòng thắp phanh quả chất chi tôi đủ là cửa sổ phép để giới thiệu đôi lá kẻ khét chữ MC Đức Long và mẹ vì lòng thắp phanh để chẳng khét chữ ai đầm mi lòng vào mẹ vì lòng ơi đôi lá đó cửa chữ đôi lá của ngất thôi nỉ nó cứ đẩy buồn mất cất trời để tăng đảm dòng thái phú gia cả nay cái ba đồi vừa biết mở đi biết phá quan hảo hẳn họp tính lại vào mẹ vì lòng đã đôi lá đó cửa chữ mò chữ he với sự xứ sự làm được biết bó đường sòng sửa thôi vào mẹ vì lòng ơi đã có chơi chi tôi đủ là cửa sổ để chiếc sổ chiếc trường bàn phủ cho đi bí thư phủ cho quảng vì nó bàn trang cánh sảng là bước mỹ nà cuồng phàng lòng vấn đề ơn nhắm trao khảo đằng phòng phái tới sườn xuống khỏi dây kính tó bạc đó cuống đầy đai pì mỹ đèn cầu khổ với vi bóng đè nè kè đờ hai vậy đi báo trăm nhằm năm báo cuốn có đầy lại buồn đi mới nà buồn lúc nà buồn tà lưỡng buồn pha lửa buồn luông trắng ó trắng xình đầy đu nòi ỏi hạt băn banh chân tất sảy má mưa tắt bừ má điêng to trang đi với trang sùng mè trang trùng trang nhớ trắng nhớ pin đúng trắng sùng pin bà trắng mả pin bò pin mè hà hơn ơ trang cánh nhanh trắng nhớ sùng chục tuổi ớt trai để tuổi xếp hàm trắng hù tát bí tuổi xếp xí trắng hù tát hừn lầy hừn tông xa xí tát bí đẩy bí nói cổng buồn xa sầu ớt nhanh trắng nhớ tiền xào hù tát sửa bể nôm hù sàng thồm dây trầu hù dòng đốt cuốn son xào ớt trai báo cánh nhanh xào trắng to cả nặng cuộc củ trắng ủ chủ nặng cuộc phay bay qua phải ba trắng men trắng mặc men kén quam trắng đại quam hẹn cánh chào trắng đất trai báo trắng phú hà ào nhanh trắng tháo hà phò mè sòng phái co cái tỉ bao tan xịn xịn cày bữa nay phải lắc chứ không dê sầu ẩu dê đủ thấy hoa thì sám vì sóng phát tài sao xí mưa sai chẳng kiểu ba mưa hòa chẳng hà này lẩu bù phú mát núi sấy cái nòi ớt chẳng bà mới gì tồi hịt tồi không chẳng bà ớt hà khải tà hở khởi hạc và nước cánh bà bờ bách thành thủy về đồi phùa hòa mía cằn ở tay ngân sưởng xung khỏi trắng mi bát khẩu đầu hồng cáo với ở tinh lại phò mềm vì lòng giữ sọc bản sàm na sòng huyền sàn xá hàng bách thấy nắm lửa sửa đi vì hùa kiểng khảm đại quà cài đại tang mới kiện tỏ mò buồn mất tủ mất tôm mất bao đủ sòn đàn tròi tay ngân sưởng xung khỏi cài tay ngân sưởng xung khỏi của bên mi sáng ơn xưa ở đồi láng tang bà luận ta thứ nhất sò chúc hở đồi phùa hòa mía mà mới đi hở cười hắc văn đức cánh và nam bờ thành thủy bên bùi sắc bưởi thú bên cù sắc cù kim hạ cắn tàu phồng đành tay cắn tàu phồng đón mỹ đủ những trai thằng tràn nặng cằn sòng má sò trúc hở sòng phái tây hơn bú già tà nai hảo hàn mặt dưng rú xiển sắc bờ sờ sắc nhọn ơn diên bón sạc mình kinh mừng hở đủ hở tàu hở đủ hở lan ớt sàm má sò trúc hở tích lại bò mềm vì đọc bản cuồng mỹ nả cuồng vàng lòng mân đi hảo hàn mặt dưng dê kín phá tai mà khửn dê sàng tì đẩy cày sàng tì bền ớt vật ca đẩy ngân hán khải quán để nhất kiều tiêu tăng mà lại chủ cánh và nhấp vào giao thông để nước vào mềm phi nào mà em ơi. Dạ, xin được cảm ơn toàn thể cô bác anh chị rất nhiều và để lời cảm ơn của ban tổ chức cũng như đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi được trọn vẹn hơn thì ban tổ chức cũng như đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi cũng có những chén rượu để mời toàn thể cô bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, ban tổ chức của tôi rất mong toàn thể cô bác anh chị các chảo bóng của chúng ta đôi bạn trẻ của chúng tôi ngày hôm nay trân trọng kính mời toàn thể cô bác anh chị ấp vào mẹ phi nào hạt bánh ơi thao cần thái chén đầu tem ao cần nhó chén đầu chúc nhau hả tay ấn sướng thúc khỏi chúc nhau hả đôi phù hòa phía mở mới đi ấp về đồi sắc thổi thú bình phù sắc phù phi biết đủ những trái thằng tràn đàn vàng sau má bán sở chúc hở tay lại phò mềm quản quảng hao và cào hạt mặn dưng dễ kín phá tai mà khử đến ấp vào mẹ phi nào ơi nhó chén đầu tem khử ấp vào mẹ phi nào ơi đồng hành chân trọng kính mời toàn thể cô bác anh chị áo đất và mẹ phi nào ơi hảo hạ
chúng ta sẽ uống cạn chén rượu thứ hai. Đó là xin ba món quà đặc biệt đến từ đại diện bên gia đình nhà gái, trân trọng kính mời mẹ Long Thị Hoài cũng như bố Lộc Văn Phương cũng như đại diện gia đình nhà gái, chúng ta sẽ trao những món quà đặc biệt cho hai con hai cháu thân yêu của mình. Trân trọng kính mời đến một hình ảnh thật đẹp, thật ý nghĩa trong buổi trưa hạnh phúc ngày hôm nay. Và một món quà hết sức đặc biệt đến từ mẹ của cô dâu, đó chính là mẹ Lò Thị Hoài của con gái. Luôn là điểm tựa vững chắc cho hai con thân yêu của mình. Trân trọng cảm ơn, trân trọng cảm ơn đại diện bên gia đình nhà gái đã trao cho những món quà đặc biệt cho con người cháu thân yêu của mình. Và món quà đến từ gia đình nhà trai của chúng tôi thì cũng đã trao cho hai con thân yêu trên nhà lúc mà làm thủ tục rồi quý vị ạ. Và tiếp theo món quà đến từ gia đình bác Nghiên Vân sẽ trao món quà đặc biệt cho hai cháu thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Và món quà đặc biệt đến từ gia đình dì Vương Nội cũng sẽ trao món quà đặc biệt cho hai cháu thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Rồi vâng, một lần nữa trân trọng kính mời đại diện gia đình bác Nghiên Vân sẽ trao món quà đặc biệt cho hai cháu thân yêu của mình và gia đình dì Nội Nội Dương cũng lên sân khấu để gia đình tự nhiên cũng như gia đình Nội Dương, dì Nội Dương cũng là trao những món quà rất đặc biệt cho hai cháu thân yêu của mình. Xin kính chúc gia đình hai bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn là điểm tựa vững chắc cho hai cháu. Rất mong trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo là món quà đến từ đại diện gia đình cô Lan Ban. Xin chào kính mời món quà đặc biệt đến từ gia đình cô. Dạ vâng, kính thưa toàn thể cô bác anh chị trân trọng và kính mến. Những món quà liên tục được gửi tới hai cháu, hai con thân yêu đến từ đại diện gia đình nhà kính chúc gia đình cô dì thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn là điểm tựa vững chắc cho những cảm ơn. Và tiếp theo món quà đến từ gia đình chú Thím Hùng Hồng. Trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Thím Hùng Hồng sẽ lên trao món quà thật nhiều cho. Và những món quà hết sức ý nghĩa đến từ gia đình chú Thím Hùng Hồng, một món quà đặc biệt của con An xin được cảm ơn cô chú Thím rất nhiều. Chúc chú Thím thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn là điểm tựa vững chắc cho hai cháu thân yêu. Đúng là trân trọng cảm ơn và xin chúc cả gia đình chú Thím thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn. Và những món quà hết sức đặc biệt đến từ đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi cũng đã trao cho những người cháu thân yêu của mình rồi. Và một món quà hết sức đặc biệt đến từ toàn thể cô bác anh chị, đó chính là những lá phiếu đã bỏ vào hộp